Tại vì em cũng chơi chung với hội bạn thân toàn là nữ không, mà các bạn chính toàn độc thân. Mẹ hỏi chứ ủa có thích con trai là thích con gái? Mẹ đi đồn khắp xóm luôn. Cuối cùng là thích con trai hay thích con gái? Dạ thích con gái, con trai chị. Thích con trai? Dạ em con gái thẳng. Chắc không? Dạ chắc chị. Có bao giờ em sao xuyến nhớ một cô bạn gái nào chưa? Dạ không chị. Có không? Không. Em thì thích bằng nữ tầm 1m55 trở lên. Được. Dạ ngoại hình dễ thương, da trắng tí. Được. Nói chung là vậy được chị. Vậy được thôi. Tóc tai, mặt mày, quần áo, trang phục. Nói chung là tùy bằng nữ. Bằng nữ theo gu sao thì chấp nhận. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa trong một không gian của nhà hàng Vị Ngon. Tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Vị Ngon được biết đến với các món ăn thuần Việt, mang hương vị đặc trưng của miền Bắc và cả các món ăn Âu. Đặc biệt, nhà hàng còn nổi bật với các loại bia nhập khẩu và rượu vang nổi tiếng với giá cả hợp lý. Nhà hàng Vị Ngon sở hữu không gian ấm cúng, được thiết kế theo phong cách cổ điển, thích hợp với các cuộc gặp gỡ gia đình, bạn bè hay những cuộc hẹn hò thân mật. Hãy một lần đến với nhà hàng để trải nghiệm và cảm nhận ẩm thực nơi đây quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp cặp đôi của ngày hôm nay để nghe câu chuyện của họ trước cái đã. Xin mời quý vị hãy chờ các Tường trong giây lát. Rồi, tới rồi em. Sorry Cường, trái bên trái, ghế bên trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Ồ, nay mặt nạ ngủ vậy. Chào hai bạn, bây giờ mình giới thiệu thông tin về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường cũng như bạn gái kia. Em là Lê Hùng, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em làm công việc tại Tân Bình và sinh sống bên Hóc Môn chị. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm bên nhân viên văn phòng bên công ty tài chính. À, mình làm công việc này lâu chưa? Dạ em mới chuyển sang chị. Quê mình là ở đâu? Dạ quê em ở Hà Tĩnh nhưng mà em đẻ trong Bình Phước. À quê Hà Tĩnh, vậy bây giờ còn ai ngoài Hà Tĩnh không? Dạ còn họ hàng em. À rồi gia đình là dạ, ba mẹ vào đây hết rồi. Dạ dạ. Rồi thế còn em? Dạ xin chào chương trình, chào chị Cát Tường và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 93, hiện sinh sống và làm việc tại huyện Bình Chánh, nghề nghiệp tại giáo viên mầm non. Em là sinh năm nhiêu? Dạ em 92. 92 là 93, được ha, vừa vặn. Thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình đang ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ với lại một chị gái và một em gái. À rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết đá banh, nấu ăn ngon, hát cũng được, với lại em đi phượt. Đá banh, nấu ăn ngon. Dạ, được nấu ăn ngon được những món gì? Dạ, nói chung món lẩu, món chiên, nướng em nấu được hết. Wow, vậy nữa rồi thích đi phượt, đi được những đâu rồi? Dạ, em đi Vũng Tàu, nói chung gần gần trong xung quanh. Đi đông giúp bạn? Dạ đúng, em đi nguyên trong đồng nghiệp trong công ty. Mỗi lần đi vậy là mình chở ai? Dạ, em chở bạn của em. Đổi tài với nhau. Dạ, dạ đúng rồi. Em có thích đi phượt không? Dạ cũng thích chị. Hai người trao đổi coi, mình rủ nhau sắp tới mình làm chuyến đi phượt ở đâu coi. Ồ bạn hiện tại ở đâu đó? Em chứ người ta nhờ bạn cái gì đó. Hiện tại em đang đâu đó? Dạ em ở huyện Bình Chánh anh. À Bình Chánh cũng hơi xa. Em ở đâu? Em bên Hóc Môn. Môn ở Bình Chánh thì đâu xa, trong thành phố mà người ta, trời ơi qua tỉnh khác người ta còn chưa thấy gì nữa. Dạ. Thì nó cũng không sao ấy. Tiếp rủ đi vụ đi phượt. À, không biết hiện tại là bạn em. À, em hiện tại là không biết là hiện tại làm việc từ thứ mấy đến thứ mấy ta có tỉnh? Dạ hiện tại thì em làm việc từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà thứ 6. Hiện tại thì thứ bảy chủ nhật em cũng có đi học. Thứ bảy chủ nhật đi học hả? Dạ. Nhưng mà buổi tối có rảnh không em? Dạ buổi tối thì rảnh anh. À vậy. Khi nào mà tối rảnh thì anh có thể qua chở em đi chơi cũng được ha, đi ăn uống. Dạ. Cà phê. Nếu anh không ngại xa thì vẫn được. Không sao hết. Trời, nói chung tình yêu cỡ nào đi được hết. 30 phút rồi, xa. Dạ. Sâu cái gì cũng biết nữa. Điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Dạ, điểm mạnh của em thì trong công việc thì em rất là năng nổ. Trong cuộc sống thì em biết nữ công gia chánh chắc cũng tạm ổn. Hai người. Dạ. Ổn nha. Vui vẻ. Có cái điểm yếu là giống như não cá vàng á chị, hay quên. Với lại nhiều lúc em cũng hay nổi nóng, với lại kỹ tính quá, người ta nói mình khó khăn đó chị. Dạ. Ở tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em quen hai bạn. Bạn thứ nhất thì quen gần năm, bạn thứ hai thì quen mấy tháng chị. Bạn thứ nhất quen năm đó là sao chia tay? Dạ, do bạn hơn em 4 năm tuổi. Với lại gia đình bạn nó không chấp nhận. Lý do tại sao gia đình bạn nó không chấp nhận? Chấp nhận dạ, chuyện gì? Thứ nhất là do em trước đó em đang sinh viên, em đang học chưa có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai là em bằng nhà bên kia sợ bạn nữ lớn tuổi hơn em thì sau này sợ bạn nữ già hơn em á. Nhưng mà em có nghĩ như vậy không? Lúc quen em đã biết người ta lớn hơn em rồi, em vẫn quen. Lúc đầu em quen em tưởng hơn có 1-2 tuổi, nhưng sau mới biết là hơn em 4-5 tuổi. Và bản thân em cũng thấy là nó không ổn.
Dạ em thấy bình thường, em cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà bạn nữ, gia đình bạn nữ không chấp nhận. Em không chia tay nhưng mà bên bạn nữ thì người ta đòi chia tay. Rồi xong luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai sao chia tay? Thì trước em quen bạn mấy tháng nhưng mà sau đó em chuyển xuống đây em đi học. Với lại em làm dưới này. Xong rồi xa quá thì không có quen nữa. Trời, xa mặt cách lòng. Dạ đúng. Cái gia đình ngăn cản, cái xa mặt cách lòng. Không biết cái này sao đây. Bây giờ lớn rồi. Giờ bao nhiêu? Sinh 92, giờ 28 tuổi. 28 tuổi, em nghĩ là bao lâu nữa thì em lập gia đình? Dạ em tầm 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ chuẩn bị hết rồi. Nếu như vậy thì lần này cố gắng, nếu muốn lập gia đình rồi thì có khó khăn gì cũng cố gắng. Hai bạn mình chủ yếu là cái tình cảm mình nó vừa đủ, nó chín mùi, nó đủ lớn thì mình sẽ cùng vượt qua. Đừng bỏ cuộc nữa nha. Khoảng cách địa lý hay là cha mẹ ngăn cấm gì, nếu mình yêu mình sẽ được vượt qua hết. Đồng ý không? Dạ. Thế em tình trường sao? Dạ em nếu tính tình trường tính thức, chính thức á, thì có một mối tình thời sinh viên chị. Lúc đó em đang học cao đẳng mà bạn đó muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà em không muốn tập gia đình sớm nên chia tay. Rồi vậy thôi. Dạ. Còn mối tình nào nữa? Mấy bạn chỉ làm quen thôi chị chứ không có tính là mối tình. Chỉ tìm hiểu thôi nhưng mà chắc là do duyên chưa tới. Vậy là cũng chưa có gọi là quen chính thức bạn nào. Chính thức bạn nào? Trời ơi, bao nhiêu đó, 28 tuổi, 27 tuổi rồi phải không? Dạ. Rồi ở nhà gia đình có ý kiến gì không? Có hối thúc? Dạ có chị, tại vì em cũng chơi chung với hội bạn thân toàn là nữ không mà các bạn cũng toàn độc thân. Mẹ hỏi chứ, ủa có thích con trai hay là thích con gái? Mẹ đi đồn khắp lớn luôn. Cuối cùng là thích con trai hay thích con gái? Dạ thích con trai chị. Thích con trai? Dạ em con gái thẳng. Chắc không? Dạ chắc chị. Có bao giờ em sao xuyến nhớ một cô bạn gái nào chưa? Dạ không chị. Có không? Không. Ơi, thấy con trai là có rung động không? Nếu thấy đúng gu mình. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trời ơi, cũng làm tôi hoang mang nha. Có dài thước tha lắm nha. Được phải không? Dạ được. Rồi, chị. Bên này em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em, trên 1m6. Có nghề nghiệp ổn định. Về tính tình thì phải thật thà. Trong công việc thì phải cần cù với lại có chí cầu tiến, cũng biết kính trên nhường dưới chị. Thì thấy bên đây là cũng hợp lý đó. Em cao nhiêu? Dạ 1m7. 1m7, tướng tá ngon lành, sáng sủa, công việc ổn định. Được. Thế còn em? Dạ em thì thích bằng nữ tầm 1m55 trở lên. Được. Dạ ngoại hình dễ thương, da trắng tí. Được. Nói chung là vậy được chị. Vậy được thôi. Tóc tai, mặt mày, quần áo, trang phục. Nói chung là tùy bằng nữ. Còn nữ thì theo gu sao thì chấp nhận. Hiện đại chút được không? Dạ được. Dễ tính ha, chỉ cần là cao ráo ha, trắng trẻo xíu là ok đúng không? Dạ. Thì có hình không em? Có hình không? Có hình không? Đâu, đưa chị coi. Để coi tấm nhỏ xíu. Trời ơi, bốn cô gái nhỏ xíu. Kiếm đi em. Ba chàng trai ấy, em chọn chàng trai nào? Thật ra ba chàng trai chứ tôi thấy focus lại có hai chàng à. Anh đó. Anh đó, đâu anh nào, anh nào, anh nào, anh nào. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ anh bên đây thì đứng kế bạn nữ hơn. Chắc là bạn của bạn này. Còn trong hai anh này thì anh này cao hơn. Cũng hay. Em chắc bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghe cái khuôn mặt với cái giọng. Nghe cái giọng với cái tiếng mà đoán được luôn ha. Yeah. Nhưng mà cô này cái đuôi tấm hình này ai mà chọn trúng cổ mới lạ. Yeah. Gian lận thiệt tình luôn. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chúng ta xem sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay có đúng hay không quý vị nha. Xin mời hai bạn. Sao, em gái thấy mình đúng không? Dạ hình như đúng. Đúng rồi, còn em trai sao? Em cũng biết hình như đúng là sao. Đúng là mà đúng. Cổ là cái cô thuốc làm sao này phải không? Em là chút yếu sau này nè phải không? Dạ đúng rồi. Ngoài tay chị. Dạ. Cút chân sau lưng này chứ gì. Chỉ sao đưa tấm hình bốn cô mà cổ ngồi tuốt ở đằng sau, cái mặt nhỏ xíu bắt người ta tìm. Trời ơi, ác nhân ghê vậy đó. Dạ. Trước tiên có món quà tặng cho bạn hai em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà gửi anh. Rồi cảm ơn em. Rồi. Tại sao mới gặp nhau mà đã tặng người ta trái tim rồi? Có ý nghĩa gì? Tại vì tình yêu nó quan trọng cái tim trước. Dạ chân thành trước. Mới gặp là tặng trái tim trước liền. Dạ.
Em cảm nhận sao về món quà của ảnh? Dạ em thích lắm chị, đó giờ chưa ai tặng gấu bông chị. Tại em men quá phải không? Tại em duyên gái không? Chắc vậy quá chị. Để tính rõ ràng nha. Dạ. Do tại sao tặng cái cây này cho bạn trai? Dạ em thì thích nấu ăn, cái cây này có nhiều tác dụng lắm chị. Làm thịt nướng được chị. Cây giúp... gì vậy? Dạ cây hương thảo. Đấy hả, chị không biết luôn. Dạ. Giúp dễ ngủ, thư giãn đó chị. Ừ. Dạ. Rồi chăm sóc cái cây cho tốt nha. Bây giờ chị Tường cho hai bạn không gian riêng trò chuyện với nhau ha. Tới giờ ăn trưa rồi, reng reng cho đồ ăn lên. Tường xin mời hai bạn thưởng thức món đuôi bò hầm táo đỏ của nhà hàng Vị Ngon. Nhìn là hấp dẫn quá rồi, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Chúc hai bạn ngon miệng, nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại, mời hai bạn. Dạ, dạ mời anh Dùng. Mời bạn. Mời em. Dạ, mẫu bạn gái của anh có ít như hồi nãy nữa thôi đó hả? Còn cái gì nữa không? À, không, nói chung là quan trọng cái tiếng tán trước là được. Dạ. Trong công việc anh có tiếp xúc nhiều người không? Công việc của anh là tiếp xúc cũng nhiều người, nhiều khách hàng á, với nhân viên cũng nhiều. Là em làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật là học liên thông lên sao? Dạ em học bên chính trị, bên những cái chuyên môn á. Ừ, bên chuyên môn á. Dạ đúng rồi. Còn anh làm việc giờ nào vậy? Làm việc là giờ cũng giờ hành chính luôn, nhưng mà làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy, còn chiều thứ bảy với chủ nhật nghỉ. Hồi nãy anh nói anh làm việc là ở trong cái chỗ làm này. Anh làm bên tài chính Sinh Hang. Cơ quán anh ở đâu vậy? Quê của anh ở Hà Tĩnh, nhưng mà anh để thì trong Bình Phước. Hồi trước cũng làm công việc trên Bình Phước á, nhưng mà sau đó ông bà kêu xuống đây học thêm tiếng Anh để đi làm. Cái anh học xong rồi sau đó chuyển sang. Vậy là anh giỏi tiếng Anh hả? Tiếng Anh cũng cơ bản. Em rất là giỏi môn đó. Dạ. Anh mốt vậy thôi. Dạ. Em có hay đi du lịch hay đi đâu không? Dạ em thích đi du lịch lắm anh. Nhưng mà cũng lúc nào rảnh á thì rủ bạn bè có đi cùng á thì đi. Hoặc là đi cùng với trường. Dạ đúng rồi anh. Anh hay đi du lịch ở đâu? Anh thường trước đi Mũi Né, Vũng Tàu, Phan Thiết rồi cũng đi. Ba chị em có hay đi du lịch hay gì không? Dạ ba chị em thì lúc nào gia đình đi thì mới đi chung. Còn đa số thì em với chị em thì đi với bạn, hoặc là em đi với cơ quan. Dạ. Anh thích những điểm du lịch nào? Nói chung chỗ nào có biển đi. Thích biển không? Đúng rồi. Nhưng mà đi chủ đi phượt nhiều. Dạ. Em cũng thích đi phượt lắm mà chưa đi giờ. Đa số là gọi là giống như đi theo tour, hoặc là đi với bạn mình thì cũng dạng dạng như vậy. Trên một bạn trai trước đó là chia tay lâu chưa? Dạ năm 2 cao đẳng tới đây cũng lâu rồi anh. Lâu rồi. Mà sao chưa tìm hiểu nó? Dạ cũng có nhiều người giới thiệu, cũng quen nhiều sơ sơ. Tại vì em thì cái tiếp người của em giống như là cũng là dạng truyền thống. Cho nên kỹ tính hơn. Dạ đúng rồi. Quen nếu mà em xác nhận tình cảm của em tiến tới được lâu dài hoặc xa hơn á thì em mới gọi đó là mối quan hệ chính thức. Nhưng mà em thường ví dụ quen một mối tình mới tầm bao nhiêu lâu rồi sẽ kết hôn? Chắc khoảng một năm tìm một hiểu năm. Kỹ dạ. Anh cũng vậy, tầm 6 tháng một năm. Dạ tại vì mẹ cũng nói nay cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi, anh cũng vậy, bố mẹ kêu quá trời luôn, kêu ấy cưới trong năm nay. Dạ mẹ em cũng sợ em thích nữ chứ không thích nam. Dạ. Mẹ em cũng hối thúc đó nha. Tại do em kỹ tính hơn. Dạ tính tình của anh giới thiệu một chút về tính tình của mình. Anh kiểu hòa đồng vui vẻ, nói chung là bạn anh nhiều, tại vì tính cách anh chơi vui vẻ đó, là bạn bè cứ rủ đi chơi suốt, nói chung bạn bè cũng nhiều. Vậy cũng giống em, bạn cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà anh nữ với nam chơi hết luôn, còn nghe em nói là chơi nữ nhiều không? Nam. Dạ không? Đúng rồi, nam hạn chế lắm anh. Tại vì trong công việc anh đa số là nữ không mà. Dạ. Việc học hoặc là bây giờ đi làm cũng là toàn tiếp xúc với nữ không? Dạ. Đúng rồi, nên cũng khó quen được. Dạ. Tối không có đi đâu hết đúng không? Tại vì đi làm về cũng trễ lắm anh. Dạ. Hiện tại là anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn phải không anh? Đúng rồi, hiện tại anh đang sống ở trọ ở thành phố ngay Hóc Môn á, còn làm việc ở bên Tân Bình. Anh ở trọ một mình hay là không, ở với em trai? Hiện tại với em trai. Em trai của anh lớn chưa? Bằng tuổi đôi luôn. Cũng sinh đôi luôn. Ủa em là nhà có mấy anh chị em? Dạ em còn một chị gái sinh đôi với lại một em đang học vào lớp 11.
À là ba chị em luôn, ba. Dạ đúng rồi. Dạ. Em có người sinh đôi thấy bất ngờ luôn. Dạ, anh với lại em của anh có dễ phân biệt không? À, nói chung là cũng có dễ phân biệt. Thường người ngoài nhìn vô là biết liền. Anh thường mập hơn, còn em của anh ốm hơn. Chị chắc cũng giống hai chị em của em. À, nhưng mà hai chị em có giống? Em thì em thấy không giống. Người quen thì nhiều người nhìn vào không thấy giống đâu anh, nhưng mà nhiều người nhìn vào nó giống y chang. À, giống y chang. À. Hello, chị dạ, Tường đã chị quay trở lại. Sao? Đuôi bò ngon không? Dạ ngon. Trời ơi, tôi ra ngoài tôi chưa kịp ăn nữa thiệt chứ. Thiệt tình luôn. Nè, ra ngoài mới thấy hôm nay mình đi có gia đình đi theo ủng hộ đúng không? Dạ đúng. Dạ, mời gia đình hai nhà trai gái vào đây. Xin mời các bạn. Dạ, em chào chị. Trời đất. Em chào chị có Tường. Trời đất. Ủa là sao? Hơi giống chút thôi chị. Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Còn bên đây cũng giống nữa. Dạ đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Ủa vậy hả? Rồi ai anh ai em? Dạ đây anh. Em anh. Bên đây ai? Đây chị. Em chị. Em chị. Dạ. Em là anh. Dạ đúng rồi. Ờ, sao nó ăn ngược quá vậy? Bây giờ vậy nè, mình chơi chéo luôn đi được không? Có được không? Rồi mình làm ở đây một cặp luôn. Không, cái này tìm hiểu nó mới tới được. Ừ thì đó, mình lên đây luôn. Đây anh. Dạ. Đây em. Đây chị. Đây em. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng chị. Tên Phượng. Năm nay à thôi khỏi học khỏi tuổi bằng tuổi quên nữa. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng. Trước tiên giờ nhà trai nhà gái hai họ bắt tay nhau làm quen cái đi nè. Đó, quá trời ơi thiệt sự luôn nha. Chương trình cũng hay ghê, kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi. Cái này em cũng bất ngờ luôn. À. Tưởng là hai bên hợp nhau lên cái cuối cùng có bằng nữa là sinh đôi nên em bất ngờ luôn. À. Mà nhưng mà em còn độc thân chưa không? Dạ cũng độc thân. Còn có bạn gái chưa? Dạ chưa luôn. Trời ơi, em có bạn trai em chưa? Em cũng độc thân. Trời ơi, thiệt tình. Coi được số tới mình quay cặp này luôn nha. Bây giờ nè, cái chuẩn của hai anh em rồi chọn người á có giống nhau không? Dạ nói chung hai anh em thì sống nhau từ nhỏ giờ, nói chung tính cách với là đi chơi hay gì cũng tương đồng như nhau. Dạ thì nói chung bằng nửa thì nói chung cũng giống nhau vậy thôi, không có đòi hỏi cao hay gì. Rồi em với bà chị... Em chắc cũng giống của em luôn vậy đó. Ủa vậy thí tỷ như bữa nay mà hai bạn này bấm nút hẹn hò thì coi như là hai anh em cũng bấm luôn hẹn hò luôn được không? Không, cái đó thì phải để coi sao chị. Tại giống y chang nhau mà, nếu bên đây không thích là coi như không thích, mà hai bạn này thích là có nghĩa hai bạn này cũng thích. Thường thường thì sinh đôi là người ta có tâm linh tương thông đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bên này bị bệnh, em có bệnh không? Cũng thấp cái bệnh luôn đó chị. Không dạ. Giống như đây đau bụng đây cũng hơi chột dạ đúng không? Dạ đúng rồi đó. Đúng không? Có không, nhiều khi bạn trai em quên à, gì anh trai em nhiều khi anh trai em có cái chuyện gì đó trong người nó không vui, nó khóc em cũng buồn vậy. Đúng rồi, cũng có linh tính nhau đó. Đúng rồi, có linh tính thì cho nên bởi vì chị mới nói bữa nay nếu cặp này không hẹn hò là cặp này rất quớt, mà cặp này bấm nút hẹn hò là cặp này vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội đúng không? Dạ rồi thôi bây giờ quay lại cặp chính này nè. Dù sao bên đây là giờ mình thôi mình phải theo họ nhà trai cho nó dễ nè. Đây anh thì giờ là buộc lòng là giờ mình là lạ dạ, nha. Giờ mình phải theo họ nhà trai dạ, trước. Đúng rồi chị. Rồi thế bên này là hai bạn nhìn thấy hai anh chị của mình hẹn hò với nhau, nãy giờ tâm sự với nhau, thì em có nhận xét gì về hai anh chị ngày hôm nay? Dạ tại em thấy anh này cũng hiền. Tính tình chắc cũng ok. Em nghĩ là đã đến dành thì cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ còn về chị của mình thì em thấy là chết cha, em của mình hả? Ủa nó chị hay nó em? Nó em dạ. Rồi em có tật xấu gì không? Có cái gì đặc biệt hả? Thì cũng bình thường à chị, tại vì tính cũng giống nhau đó chị, cho nên là thấy bình thường. Nói em xấu là nó cũng xấu á chị. À cho nên đâu dám không dám nhận xét về bản thân. Dạ mà. Đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay nói một câu với đứa em trước khi nó đưa ra quyết định nè, nói một câu một với em đi. Nghĩ là cũng nên bấm nút đi để cho nhau cơ hội. Bấm đi cho tao cơ hội với. Đúng rồi. Rồi em hôm nay nhận xét hai anh chị mình ủa đúng rồi hai anh chị như thế nào? Dạ thì em ở ngồi dưới ghế thì em thấy chị nữ bên này thì nhìn xinh gái với lại cách ngoại giao thì tốt, bắt chuyện tốt với lại nói chung cũng vui vẻ trong trong hòa đồng mọi người. Thì em nghĩ là nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hợp với nhau thì có thể bấm nút cho nhau cơ hội. Nói một câu với anh mình đi. Chị trai nếu mà cảm thấy mà chị gái mà có gọi là cùng nhịp tiếng mình á thì mình có thể mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu, nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân cũng được. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều. Chúng ta về vị trí để chờ xem hôm nay chúng ta có cơ hội gì với nhau không nha. Trời ơi chắc tôi mai mối cái câu chuyện bốn người này tôi cũng bị loạn não luôn đó quý vị ạ.
đâu mà lạ lùng, một cặp sinh đôi gặp một cặp sinh đôi. Nhưng mà phải chi nó thuận đi, anh với chị, em với em này, anh thì với em, em thì với chị. Thôi mệt nha, không sao, rất là vui. Đó là ý kiến người thân. À, bây giờ mình bóc vài lá thăm ha, vài lá bài có những cái nội dung chương trình yêu cầu mình thực hiện cho nó vui. Đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ. Hai người đang quen nhau và một ngày hai bạn có xích mích. Lướt Facebook bạn thấy bạn gái mình đăng hình của cô ấy với người cũ lên, bạn sẽ làm gì? Đang yêu nhau, còn giận nhau. Lướt Facebook thấy bạn gái đăng hình với người yêu cũ, em sẽ làm gì? Dạ. Nhiều khi người ta xem lại lướt về kỷ niệm cũ á, người ta xem lại thôi, em thấy cũng không có nhất thiết. À, chứ không có ghen lòng lộn gì hết. Dạ đúng rồi. Lúc đó mình phân tích có nghĩa là em vẫn tin tưởng người em yêu. Dạ đúng rồi, nhiều khi nói chung là nhiều khi lỡ bạn đó là bạn thân á, nhiều khi thân nhau giờ quen lại vẫn là bạn thôi chứ không phải là yêu. Với lại cũng có thể nhiều khi chọc tức mình nữa. Dạ đúng. Nhiều khi đang giận, đang xích mích mà. Dạ. Rồi cô bực bội, cô chọc tức mình thôi. Dạ. Cô vẫn yêu thương mình đúng không? Dạ. Một người đàn ông có những cái nhìn rất là lương thiện. Còn em, học lớn lên coi nè. Bạn trai hãy chọn một trong ba hành động sau đây để làm cho bạn gái: thơm lên má, cõng bạn gái ba vòng, ôm bạn gái lãng mạn. Qua hội ý đi, rồi mình lựa chọn một trong ba cái đó, hai bạn đồng thuận rồi chúng ta thực hiện. Bước qua bên đây, đi hướng trong luôn. Vô nghiên cứu kỹ đề bài đi rồi bàn luận. À, cái này giờ. Đứng lên em gái, hai bạn cùng làm với nhau mà phải bàn với nhau chứ. Đứng lên coi mình xứng đôi không nè. Trời ơi, chiều cao hợp lý nha. Bàn lớn lớn tôi nghe với coi. Cái này chắc em nghĩ là xin phép ôm bạn gái lãng mạn. Ôm bạn gái lãng mạn mà phải lãng mạn nha. Rồi, đưa cái lá bài này cho tôi. Như Titanic là lãng mạn vậy đó chị. Tôi không biết, ôm nhau 30 giây lãng mạn. Hình như lãng mạn phải có tựa đầu với nhau. Trời ơi đẹp quá, ở dưới mấy hai em chụp tấm hình cho anh chị coi hai đứa. Trời ơi, gục đầu vô nhau đi hai em. Đó, lãng mạn chưa kìa. Có hình chưa? Có hình chưa? Rồi, tuyệt vời, cảm ơn hai bạn. Về vị trí. Đó là gì? Đó là chương trình muốn tạo cơ hội cho mình thôi. Nãy giờ mình trò chuyện rồi, nhưng mình có một chút xíu va chạm để coi có rung động hay không. Tại vì sao? Trước khi chúng tôi đưa ra cái quyết định bấm nút, chúng ta không đùa giỡn. Vì đây là cái quyết định rất là quan trọng trước sự chứng kiến của người thân, gia đình, bạn bè và tất cả khán giả khắp mọi miền đất nước. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để một quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân. Không cảm thấy rung động, chúng ta không cần bấm nút. Mà hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Vui quá, mời em qua đây. Mời em qua đây. Mời cặp đôi này qua đây giùm chị. Hai bạn qua đây. Trời ơi. Mời bạn thân em lên. Hay quá. Vên, hai cặp đôi. Rồi đây là ai đây? Dạ, bạn thân em, đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Hai cặp đôi vô đây. Đây, đứng đây giùm cho chị. Đứng đây giùm cho chị. Nha, dưới sự chứng kiến. Bạn đồng nghiệp qua đây đứng với tôi cho nó màu đen một cặp luôn là 3 cặp. Rồi, 3 cặp nha. Đó. Kính thưa quý vị, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, hôm nay bà Mai của tôi đã mai mối được tới 2 cặp đôi lận quý vị. Nhưng cặp đôi chính, hãy thực hiện thủ tục của mình, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ thương quá. Cặp đôi này chừng nào mới bấm nút, chừng nào hôn nhau. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hy vọng rằng sắp tới hai em sẽ ngồi vào chiếc ghế của anh chị để được trò chuyện, ăn trưa và tìm hiểu nhau nhé. Ngày hôm nay vui đúng không em? Quá vui luôn. Tôi làm Mai có 2 người mà cuối cùng kết quả có thể có được 4 người. Nha, đây, gửi tặng em một món quà của chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Để làm đẹp nha. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng em những chiếc vé xem phim của chương trình nè. Đó, đi coi phim với nhau, rủ 2 đứa kia đi luôn nha. Đi ăn uống 4 người cũng trò chuyện cũng vui. Nhưng nhớ nhìn kỹ, đừng có để lộn kèo nha. Nhớ nha hôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Ngày hôm nay vui lắm quý vị. À, các Tường đã làm tròn cái trách nhiệm của mình ha. Đã kết nối được cho cặp đôi này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem họ sẽ có quá trình tìm hiểu nhau như thế nào quý vị nha.
Dạ em thấy vui. Nói chung là em thấy tìm được một người phù hợp với em, rất dễ thương. Đúng mẫu người em tìm. Tại vì em cũng thích người yêu của em là cũng bên ngành giáo viên luôn. Em thì cũng thấy bất ngờ tại vì em cũng là người sinh đôi. Dạ vui chị, còn hồi hộp hết hồi hộp rồi chị. Dạ. Em thấy anh thật thà với lại ấm áp. Vậy hết nghi ngờ em gái thẳng 100% rồi đó chị. Dạ. Em cũng thấy mừng cho em của em chị. Chắc em của em sau này chắc cũng tới em đó chị. Em chắc cũng đăng ký tham gia chương trình luôn. Cái đó là cũng tùy duyên chị. Thấy chắc cũng ok. Em thì nói chung là bình thường là được. Đừng nhậu nhiều, đừng hút thuốc rồi. Tính tình vui vẻ hòa đồng là được rồi chị, cao hơn cho em chút là được rồi. Hai anh chị á, bấm nút thì em thấy cũng rất là vui. Thì nói chung là nhìn chị dễ thương với lại hòa đồng thì cũng hợp với tính cách của anh trai á. Thì rất mong sau này để anh trai với chị tiến với nhau, sống với nhau hạnh phúc hơn á. Cảm ơn chương trình. Em thấy ảnh thì rất là khách hà. Nó đầu tiên luôn, với lại thứ hai là hay là giúp đỡ đồng nghiệp lắm luôn đó. Nói chung em có khó khăn gì là ảnh giúp rồi, nói chung giúp mấy người xung quanh hết luôn. Nói chung trong nhóm ai cũng yêu khách ảnh hết đó. Với lại ảnh là như là nếu mà mình quen thì làm nói chung một bờ vai vững chắc luôn. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Đó.